À, xin chào anh em. Đây mai tôi có một cái sản phẩm mới nhá, là cái túi đựng laptop sách tay của Lenovo. Đây. Lenovo, hàng xịn của Lenovo luôn đấy, xịn đét luôn. À. Thương hiệu ThinkPad của Lenovo nhá. À, tôi mở cho anh em xem. Hàng đóng gói như này nhá. Túi đựng laptop thì nó thường là đóng gói như này. Lenovo chất lượng rất là cao, độ hoàn thiện nó đẹp. Anh em mua này bằng hàng mấy trăm lần cái loại linh tinh trên thị trường. Đây. Đây. Tác nó nhé, Lenovo này, ThinkPad này. Ở đây là cái khóa ở đây, khóa này mình xoay, khóa dạng xoay này, xoay này thì nó mở. Đây, chỗ này mình đựng laptop, MacBook có thể thoải mái luôn. Này. Rất là nhiều ngăn nhé. Một ngăn này chống sốc được laptop này, cài được cố định này. Đây ngăn ngoài này. Đây dây đeo nhá. Đây là sách hướng dẫn sử dụng và tủ chống ẩm. Đây có các cái ngăn này để mình đựng sạc dự phòng hoặc đựng sạc pin của laptop để vào đây. Đấy, đây có cái phần gài bút này, để bút thì gài vào đây. Dày lắm, vải nó dày dặn lắm. Đây một cái ngăn ngoài nữa. Đây. Có thêm một ngăn này nữa. Để gọi là sách vở các thứ, iPad sẽ để vào đây được. Vừa. Vải bên ngoài rất đẹp nhé. Đây, anh em nhìn chi tiết của nó này. Dưới đây là da, đây là da. Tôi nghĩ là da PU thôi, nhưng mà làm rất là đẹp. Trên đây là vải, dạng như vải dù chống nước ấy. Đây phần quai của nó đây. Đây, quai bằng da hết. Đây, quai bằng da nhé. Nó rất là đẹp. Màu nâu da bò. Ok, anh em mà chốt thì inbox nhé. Con này đựng được laptop to. Con này đựng được đến 15, 16 inch vẫn đựng được thoải mái. 15, 16, 17 inch vẫn đựng thoải mái nhé. 17 inch cũng nhét được luôn. Đấy, ok anh em.